Xin chào các bạn, hôm nay thì Razer sẽ cùng các bạn tìm hiểu về chiếc Lenovo ThinkPad T490. T490 mang vẻ đẹp của một thiết kế truyền thống, hướng tới đối tượng doanh nhân hay phải di chuyển nhiều, hay làm việc liên tục cần một máy ổn định cho mọi các vụ công việc và một ngoại hình xứng tầm. Cải tiến hơn rất nhiều so với phiên bản trước, ThinkPad T490 với nắp máy được làm từ polycarbon fiber da cường, tạo ra sự mềm dẻo và vô cùng chắc chắn. Chịu năng mạnh mẽ từ Ultrabook, ThinkPad T490 sở hữu bộ vi xử lý Intel thế hệ thứ 8 WiseKey, mang lại nhiều cải tiến hơn so với thế hệ trước. Máy có nhiều tùy chọn CPU là Core i5, Core i7 tùy vào từng nhu cầu sử dụng mà bạn có thể lựa chọn cấu hình phù hợp. Sở hữu màn hình Full HD với tấm nền IPS, T490 có thêm hai tùy chọn nữa cho độ phân giải này là màn hình tiết kiệm điện năng cùng với màn hình cấu hình trộm. Cả hai tùy chọn này đều có độ sáng là 400 nits và độ bao phủ màu sắc tốt. ThinkPad T490 có bàn phím với chất liệu cao cấp hơn và phản hồi phím tốt hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Điểm lực của phím vẫn rất chắc chắn, khi gõ thì không cho hiện tượng flex.